Hello anh em nhá. Đây em lên hình các bác, em họ mi bộ to mình củ đậu các bác nhá. Đấy, chim rất đẹp luôn, đuôi là vả anh em này. Lông mới nhá, lông đuôi đang ra cho anh em xem quả chân này. Đấy, quả chân ra dừng lên bốt rồi anh em nhá. Đấy, chân mỏ đầu mặt anh cho anh em xem rất là đẹp luôn. Mẫu chim này thì hót xuất sắc luôn các bác nhá. Hót rất tốt và giọng hay, chim già rừng nhưng giọng rất hay các bác nhá. Chim 3 năm lồng rồi, tương đối là thuần rồi anh em nhá. Đấy, xách tay nhẹ nhàng không nhảy rồi. Đấy, mình củ đậu rất là đẹp chim và hót cực kỳ tốt luôn anh em ạ. Chim thuần hót tốt, anh em nào mà kết thì có thể alo cho em qua số điện thoại em để dưới video các bác nhá. Ngày trời nó cũng hơi mưa mưa một chút, mà em này hót tốt nên là cứ treo ra quay cho anh em xem. Hơi mưa phùn một chút các bác nhé. Đấy, đầu mặt bóng bộ rất là đẹp, chim bộ to các bác nhé. Đấy, chim thuần bộ to. Đầu mặt bóng bộ đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, đuôi lá vả to tướng luôn các bác nhé. Em này hót tốt, đầu tốt các bác. Anh em về nuôi treo nhà nghe hót cũng ok, mà anh em xách đi cà phê thi thoảng đấu 15-20 lồng thoải mái các bác nhé. Con chim nó bản lĩnh rất là hay, giọng hót thì rất là tuyệt vời luôn. Anh em mới nhìn thấy bản đuôi cứng đét luôn nha các bác nha. Đấy, lông mới đang ra thôi anh em, nếu mà để nó ra phun đuôi đi nhá thì là bản đuôi nó còn xòe rộng hơn rất là nhiều. Chất giọng em này rất là hay các bác nhá, anh em có thể lắng nghe và cảm nhận.
clip của em khá là dài rồi, anh em nào kết có thể alo cho em nhé, hơn 10 phút rồi các bạn. Cứ đặt đây cho nó hot thôi. Đấy, clip nếu mà quay nữa thì nó vẫn hot thôi, nhưng mà clip dài rồi, đăng lên nó lâu các bạn. Anh em nào mà kết thì alo nhá. Rồi, chào các bác.